Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Xin Chúa ngài ban phước trên mỗi chúng ta trong ơn của Chúa ở trong thời giờ đặc biệt này. Hallelujah, praise the Lord. May the Lord bless us in this very special time of worship. Chúng ta đang ở trong những thời giờ mà chúng ta biết rằng rất là quan trọng mà chúng ta phải cấp bách để rao giảng tin lành của Chúa. We are living in a time that is so important that we must grab hold of God's truth. Chiến tranh, tiếng đồn về chiến tranh cũng như thiên tai, tai vạ tự nhiên đang diễn ra ở khắp nơi. We know that war is coming. We've heard what's going on the news, and we understand the suggestive part that the war is coming. Và chúng ta thấy về những cái bão lụt cũng như là những cái trận mưa mà chúng ta thấy rằng trước đây trong lịch sử không có. We've also seen rains and flooding happen that we've not seen before in the history of mankind. Những cơn động đất chúng ta thấy với cái tốc độ lớn cũng đang diễn ra trên thế giới của chúng ta. With great magnitude all over the earth. Và chúng ta biết rằng thế giới đang, quả địa cầu chúng ta đang chuyển mình với những điều mà chúng ta thấy đang diễn ra. We know that our globe is trying to show us signs of things that are to come. Một trong những dấu hiệu khác nữa là nhiều nơi trên thế giới có những âm thanh như là tiếng kèn xuất hiện ở trên bầu trời của nhiều nơi. We also have heard that there's almost like a sound of trumpets coming from the atmosphere. Và chúng ta tin rằng Chúa ngài đang chuẩn bị cho chúng ta để hội thánh của Chúa, chúng ta sẽ nghe được tiếng kèn thổi khi Chúa Giêsu trở lại để tiếp rước hội thánh của Chúa. We believe that God is preparing us to be able to hear the sound of trumpets at the second coming of Christ. Chúa đẩy những dấu hiệu trên trời về mặt trời, mặt trăng cũng như là các thiên thể để cho chúng ta có thể thấy được rằng những lời tiên tri của Chúa là mặt trời sẽ trở nên tối tăm, trăng sẽ đỏ như máu và sẽ có những cái việc như là những luồng khói bốc lên. Đó là những dấu hiệu báo cho chúng ta biết ngày cuối rốt ở trong ơn của Chúa. We know that the scripture tells us the signs of the end times. That is the signs from the sun and the moon, from even the celestial beings, even the clouds in the sky. We know that the sun with the eclipse, the blood moon that has recently taken place. We know with the rain and the flood and all that we've seen throughout the skies, the Lord is showing us signs his coming is near. Chúa ngài nhắc nhở cho chúng ta biết rằng đêm đã khuya và ngày hầu đến. The Lord tells us the night has come and the day is coming. Và chúng ta cảm ơn Chúa vì có một lời hứa trước khi ngài Chúa ngài trở lại. Đó là sẽ có một cuộc phục hưng toàn cầu. He promises us that before his second coming that there will be a global revival. Praise God. Và chúng ta sẽ thấy vô số người được cứu, được chuyển vào vương quốc của Chúa. And we'll see innumerable people, immeasurable people come to the Lord. Có một sự vận hành lớn lao của quyền năng của Chúa. We know that there's a great movement of God coming. Và Chúa ngài sẽ tuôn đổ thần của ngài trên mọi loài sắc thịt. And he's going to pour out his spirit upon all mankind. Và cảm ơn Chúa vì chúng ta kinh nghiệm điều đó. And we praise God because we've gotten to taste and see him. Amen. Và chúng ta sẽ là thế hệ Chúa ngài cho phép the generation that the Lord allows nghênh đón Chúa khi Chúa ngài tái lâm to welcome him in his second coming. Và những gì chúng ta mong đợi cầu xin Chúa ngài sẽ cho chúng ta thấy trước ngày Chúa ngài trở lại. All that we've waited for in him shall come to pass. Nhiều người trong chúng ta có lòng ước mơ là dân tộc Việt Nam của chúng ta sẽ được cứu. Many of us in this room have the desire to see our people of Vietnam be saved. Và chúng ta tin rằng Chúa ngài sẽ cho người Việt Nam ở tại thiên đàng đông hơn người Việt Nam ở trong quả ngục trong những ngày cuối rốt. And we believe in Jesus' name that there will be more Vietnamese in heaven than there will be in hell in the days to come. Chúa ngài bày tỏ cho chúng ta biết rằng thành phố Houston của chúng ta sẽ kinh nghiệm một sự thăm viếng lớn lao của Chúa. The word of the Lord has told us by prophecy that God is coming to visit Houston, Texas. Và Chúa ngài sẽ làm việc qua người Việt Nam của chúng ta. And God is going to move in Houston through the Vietnamese people. Ôi anh chị em, xin Chúa ngài giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta có lòng tin và nói rằng là Chúa, con muốn làm cái người Việt Nam đó để Chúa ngài có thể sử dụng con. Oh my brothers and sisters, let us walk in faith and be available to the Lord, saying, God, here I am. I want to be the Vietnamese person that you want to move through. Lạy Chúa, nếu trong con có cái gì đó nó không tin về việc này, in me that is lacking faith or disbelief, xin Chúa cất khỏi con. Remove it from me, O Lord. Bởi vì Chúa có thể sử dụng bất cứ những ai mà ngài bằng lòng để cho ngài sử dụng. Because God is willing and ready to use anyone who is willing and ready to be used. Anh chị em chưa bao giờ cái sứ điệp sống trong quyền năng phục sinh nó vang động trong tâm hồn của tôi như chúng ta đã kinh nghiệm trong những ngày qua. There's never been a time, my brothers and sisters, where the message of living in resurrection power has resonated in my heart so greatly. Và tôi kinh nghiệm điều đó ở trong tấm lòng của mình trong suốt những ngày qua. Và tôi thấy rằng chúng ta đang ở trong những ngày mà tất cả con cái của Chúa cần phải tin rằng Chúa Giêsu của chúng ta là Chúa phục sinh. And my heart has been burning with this truth that Jesus Christ is the resurrected Lord.
và quyền năng đã làm cho Đức Chúa Jesus Christ sống lại từ cõi chết đó, quyền năng phục sinh đó. Ở trong mỗi một chúng ta ngay giờ này. Để rồi chúng ta chấm dứt cái tình trạng chúng ta Chủ nhật chúng ta lục tục đi đến nhà thờ để giữ lễ rồi xong chúng ta đi về. So that once we recognize that resurrection power lives in us, we can stop with the religious traditions of dragging ourselves to church every Sunday just to fulfill what we think is a requirement. Nhưng mà xin Chúa to attend the mass. Nhưng mà Chúa ngài muốn tất cả chúng ta sẽ trỗi dậy và sống trong quyền năng phục sinh. But God wants us to rise up and to live in the power of resurrection. Anh chị em, đây là điều làm cho chúng ta khác biệt với tất cả các tôn giáo khác. And this is what makes us different from every other religion. Và đây là điều mà Chúa ngài muốn làm xuyên qua chúng ta để chúng ta sẽ trở nên những người mang danh Chúa đi khắp mọi nơi. And this is what God wants to do through us so that we can take his name wherever we go to the nations. Danh của Chúa được vang lừng trên khắp đất này. His name would be renowned on this earth. Bởi vì những việc mà Chúa ngài sẽ làm xuyên qua chúng ta. Because of the works that he's going to do through us. Khi chúng ta để cho quyền năng phục sinh của Chúa được khai phóng ra khỏi đời sống của chúng ta và giúp đỡ cho những người có nhu cầu. Whenever we allow the resurrection power of Jesus Christ to flow through us to help others. Anh chị em, cùng một quyền năng khiến cho Đức Chúa Jesus sống lại trong cõi chết đang ở trong mỗi một chúng ta. So I want to say to you again that the resurrection power that caused Jesus Christ to raise from the dead is in each and every one of us. Quyền năng đó là quyền năng lớn lao, quyền năng vĩ đại của Đức Chúa Trời. That power is the great power of our Lord. Quyền năng đó lớn hơn cả quyền năng mà khi Đức Chúa Trời ngài phán để tạo dựng nên muôn vật này, ngài phán phải có thì nó đã có. I'm here to tell you that the power of resurrection is greater than the power of creation when God opened his mouth and brought man to life. Bởi vì Ephesos đã nói với chúng ta điều này, Đức Chúa Trời đã lấy quyền năng tối thượng của ngài là quyền năng lớn hơn quyền năng sáng tạo nữa để đem Đức Chúa Jesus Christ sống lại từ cõi chết. Because Ephesians tells us that the Lord took his ultimate power to raise Jesus Christ from the dead, and that power is even greater than the power of creation. Và cảm ơn Chúa vì quyền năng đó được ban cho mỗi chúng ta. For that power, because it's given to each and every one of us. Anh chị em, nếu quyền năng lớn lao như vậy đang ở trong chúng ta. And so I tell you, I want to ask you this question: if that great power, the resurrection power, is in each and every one of us, thì Chúa ngài cho chúng ta không phải để chúng ta chứa quyền năng này cho riêng mình. Then surely God didn't give it to us just so that we could keep it to ourselves. Mà chắc cũng không cần quyền năng lớn như vậy nếu chúng ta chỉ nhận quyền năng này rồi chúng ta cố gắng sống mỗi ngày trong cuộc sống rồi đi đến nhà thờ ngày Chủ nhật hát một vài câu cầu nguyện những cái lời ẩm ờ rồi xong chúng ta đi về. And surely that power wasn't given to us so that we could wake up every Sunday, come to church, sing a few songs, listen to a few words and then go home. Nhưng mà anh chị em, Chúa muốn chúng ta kinh nghiệm quyền năng này làm việc ở trong chúng ta và xuyên qua chúng ta mỗi ngày. But the Lord wants us to experience his resurrection power in us, working through us every day. Và sáng hôm nay cảm ơn Chúa, tôi chia sẻ với anh chị em những cái chìa khóa để chúng ta có thể khai phóng quyền năng phục sinh này. And this morning I want to share with you a few keys by which you can release the resurrection power of the Lord in your life. Và điều kỳ diệu mà Chúa ngài đã có kế hoạch để chúng ta có thể khai phóng quyền năng này. And the amazing plan or the amazing strategy that Lord has so that you can be used by him. Làm sao để chúng ta có thể khai phóng quyền năng đó? How is it that you can release the resurrection power? Đức Chúa Trời có một kế hoạch và muốn thực hiện qua chúng ta. God has a plan and he wants it to be done through us. Timothy thứ nhì chương 1 câu 6. 2 Timothy 1:6 tells us. Vì vậy ta nhắc con hãy nhen lại ân tứ của Đức Chúa Trời mà con đã nhận lãnh qua sự đặt tay của ta. The word of the Lord says, therefore I remind you to stir up the gift of God which is in you through the laying on of my hands. Anh chị em để ý đến cụm từ qua sự đặt tay của ta. Pay attention to the words that says through the laying on of my hands. Và Mark chương 16 câu 17 18. In Mark 16, 17 and 18. Những người tin sẽ được các dấu lạ này kèm theo. Họ sẽ nhân danh ta đuổi quỷ, sẽ nói những ngôn ngữ mới, bắt rắn trong tay và nếu uống giống chi độc cũng uống nhầm chất độc cũng không bị hại. Họ đặt tay trên người bệnh thì người bệnh sẽ được lành. And the word of the Lord says, and these signs will accompany those who believe that in my name they will drive out demons. They will speak in new tongues. They will pick up snakes with their hands. And when they drink deadly poison, it will not hurt them at all. They will place their hands on sick people and they will get well. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Bây giờ tôi khuyến khích tất cả chúng ta so làm I encourage each and every one of you to do something right now. Xin tất cả chúng ta đều đưa tay của mình lên. So I invite you to lift up your hands right in front of you. Được chưa? Is everybody doing it? Xin tất cả hãy làm. Bởi vì Đức Chúa Trời ngài đang thấy những bàn tay đưa lên trước mặt Chúa. I encourage everyone to raise your hands because the Lord sees the hands before you. Và tôi cậy ơn Chúa, tin rằng hôm nay Chúa ngài sẽ nhận
những bàn tay sẵn sàng đưa ra này. In believing in the Lord Jesus Christ, I believe that God will receive every hand that is lifted up right now. Bây giờ chúng ta xoay lòng bàn tay của mình vào mặt của mình. So now turn your hands towards your face. Anh chị em, những bàn tay này để làm gì? What are these hands for? Có phải để khi chúng ta ngáp chúng ta che miệng không? Is it just because when we yawn we need a hand to cover our mouths? Hay là chúng ta sử dụng để chúng ta ăn uống? Or is it that we just use our hands to eat and drink? Dùng để chúng ta chải tóc? To use it to comb our hair? Hay là giúp đỡ chúng ta làm lụng công việc? Or are our hands used just so that we could do some work? Khi Chúa nhìn vào bàn tay của chúng ta. When God sees our hands. Chúa thấy tiềm năng vô hạn về phước hạnh, phép lạ và sự thịnh vượng có thể lưu xuất ra từ đôi tay này. He sees unlimited potential of fruitfulness and of power that can be released through these hands. Amen. Vì là những kẻ tin, những người con Chúa, chúng ta đã có thẩm quyền này. Children of God, we have this authority and this power. Và Chúa ngài đặt để trong đôi tay của chúng ta. And God gives it to us in our hands. Amen. Anh chị em. Amen. Xin giờ này anh chị em đừng nhìn tôi với một cái nhìn gọi là thách thức này, nhưng so mà hãy để tôi gây dựng đức tin của anh chị em. But let me stir up your faith. Bởi vì đức tin của chúng ta phải xứng hiệp với những gì lời Đức Chúa Trời nói. Because our faith has to align with the word of God. Giăng chương 3 câu 35 nói. John 3:35 says. Cha yêu thương con và giao tất cả mọi sự trong tay con. The Father loves the Son and has given all things into his hand. Và hôm nay chúng ta là thân thể của Đức Chúa Jesus Christ. And today we are the body of Jesus Chúa Christ. Chúa cũng sẽ giao tất cả God mọi sự trong tay của chúng ta. Everything into our hands. Như Thi Thiên thứ 8 mà chúng ta đã học buổi sáng hôm nay. Psalm 8 said this morning. Chúa cho chúng ta đặc ân. God gives us the privilege, the honor to rule and to những reign. Chúa ngài làm nên. All the things that he created. Amen. Anh chị em. Amen. Cảm ơn Chúa vì đôi tay này. So praise God for these hands. Amen. Anh chị em. Amen. Cảm ơn Chúa. Amen. Praise the Lord. Anh chị em, khi quân lính đến bắt Đức Chúa Giêsu trong vườn Gethsemane. My brothers and sisters, when the soldiers came to imprison or to take Jesus Christ in the Garden of Gethsemane. Thì cái việc đầu tiên họ làm đó là trói tay của Chúa. The first thing that they did was they bound up his hands. Đôi tay đó đã từng khuấy bùn và bôi trên mắt của người mù liền được sáng. Those hands once stirred up the mud and put it on the blind so that the blind could then see. Đôi tay đó đã lấy 5 cái bánh và 2 con cá từ một bé trai và đã đãi cho hơn 5,000 người. It was able to feed over 5,000. Đôi tay đó đã được đặt trên rất là nhiều người và họ lập tức được chữa lành. And they were healed immediately. Đôi tay đó đã xoa dịu những đau đớn trên những thân thể và những cuộc đời đau khổ. Those hands touched the hearts of those that were hurting and also healed their bodies. Bàn tay đó để dừng lại một cái đám tang, chạm đến người chết đã bật dậy, the sống và nói. Jesus Christ touched the dead and the dead rose again. Và người mẹ tuyệt vọng vì mình đã quá mà giờ mất luôn đứa con trai đầu lòng của mình. And a mom who was hopeless because she lost her firstborn son. A widow and a mom. Và cậu con trai này đã được trao trở lại cho mẹ của mình là một đứa con sống chứ không phải là một and cái xác chết đang đưa ra nghĩa địa. Đối với bàn tay đó là một năng phục sinh của Chúa. Resurrection power. Và anh chị em, cho tôi báo cho anh chị em biết. So I want to tell you this morning. Bàn tay của anh chị em cũng có thể được đầy quyền năng như that vậy. Your hands have the potential to receive all of that power. Amen. Không phải lời tôi nói. It's not something that I say. Nhưng mà chính Đức Chúa Giêsu đã nói điều Jesus này. Christ himself who says it in his ở trong Giăng chương 14 câu số 12. When we look at John chapter 14 verse 12. Thật ta bảo các con. It says most assuredly I say to you. Người nào tin ta cũng sẽ làm việc ta làm. He who believes in me, the works that I do, he will do also. Anh chị em có nghe điều đó không? Did you hear that? Chính Đức Chúa Giêsu phán điều này. That Jesus Christ says these very words. Không phải một nhà thần học. It's not a scholar. Không phải một con người. It's not a man. Nhưng mà Đức Chúa Trời trong thân thể con người đã tuyên phán với chúng ta điều này. Declared this to us. Và ngài xác nhận đây là lời rất thật. And he affirms, he says most assuredly. Ta bảo thật các con. I say to you. Không phải ta lừa các con. It's not that I'm lying to không you, phải là ta chỉ khích lệ các con bằng lời. I'm just trying to encourage you. Nhưng mà ta bảo thật các con. I'm telling you, most assuredly, người nào tin ta believes in me, cũng sẽ làm những việc ta làm. I do, he will do also. Có nhiều người vẫn chưa thấy đây là điều quý báu. I feel like there's some people here who don't treasure this word yet. Anh xem vào cái vế thứ nhì của câu này càng tuyệt vời hơn nữa. The second half of this verse is even more glorious. Và sẽ làm những việc lớn hơn nữa. It says,
and will do greater works. Lạy khen Chúa. Praise the Lord. Chúa giờ này xin linh tôn giáo lìa khỏi anh chị em chúng con và ra khỏi nhà này trong Jesus Christ, I bind up that spirit religion and command it to go right now. Chúng con đón nhận lời của Chúa Giêsu. Your truth, Lord Jesus. Anh chị em nói đi, con nhận lời này. Brothers and sisters, say it. I receive this word. Amen. Thật, ta bảo thật các con, người nào tin ta cũng sẽ làm những việc ta làm và sẽ làm những việc lớn hơn nữa vì ta đi về cùng Cha. Most assuredly I say to you, he who believes in me, the works that I do, he will do also. And the greater works than these he will do, because I will go to my Father. Tôi tin rằng ngày hôm nay hội thánh của Chúa không có quyền năng. I feel like the church of God right now doesn't have power. Lý do là bởi vì không có những người tin ở trong các nhà thờ. It's because people in the seats are not believing in the truth of God. Điều kiện ở đây đó là người nào tin ta cũng sẽ làm việc ta. The only requirement here is that he who believes in me is going to do the works that I do. Tin Chúa, tin ta có nghĩa là gì? To believe in God. What does it mean? Tin Ngài là Chúa phục sinh. To believe that he is the resurrected Lord. Tin rằng Ngài là Chúa quyền năng. To believe that he is almighty, all powerful. Tin rằng Ngài là đấng chân thật. To believe that he is a God of truth. Không có một lời dối nào ra từ miệng của Ngài. Not one lie that comes out of his mouth. Tin rằng những gì Đức Chúa Trời phán. To believe that everything that the Lord God has said. Ngài có quyền để có thể làm thành những việc đó. He has the power to make it come to pass. Và tin rằng Ngài là cứu Chúa của chúng ta. To believe that he is our salvation. Và khi Ngài cứu chúng ta. And that when he saves us. Ngài đổ Thánh Linh của Ngài vào trong chúng ta. He will pour out his spirit upon each and every one of us. Quyền năng đã làm the power that caused Jesus Christ to resurrect from the dead is in each and every one of us. Chuyện này thôi sẽ thay đổi cuộc đời của anh chị em. Just this truth alone should change your life completely. Và sẽ thay đổi triệu triệu người bởi ảnh hưởng bởi đời sống của anh chị em. It should impact thousands and thousands, millions and billions of people simply by their encounter with you. Và tôi tin rằng bởi lời cầu nguyện của con dân của Chúa trong hội thánh này trong gần 8 tháng qua. And I believe because of the prayers of God's people in this church over the last 8 months. Trời đang mở ra trên chúng ta. The heavens are opened up above us. Và lẽ thật này sẽ đi thẳng vào trong tấm lòng của chúng ta trong ngày hôm nay. Will come directly into our hearts this morning. Nên xin Chúa ngài cho lòng chúng ta rộng mở và đón nhận trong ngày hôm nay. So may the Lord give us open hearts to receive his word. Amen. Bên trên nhiều người cần được phước hạnh từ nơi những gì Chúa Ngài làm qua đời sống của chúng ta. My brothers and sisters, so many people need the blessing of God of what he's going to do through your lives. Cảm ơn Chúa vì quyền năng mà Chúa Giêsu ngài nói đến ở tại đây. Praise the Lord for the power that Jesus Christ speaks to. Mà công việc Chúa bảo là việc ta làm. And the work that God talks about, the work that Jesus Christ talks about is his work. Đã bày tỏ ra trong thánh vụ của Chúa. It's been displayed in all the gospels. Và Chúa ngài đã thực hiện những điều lớn lao. And we see that he's done great and wondrous things. Chúa Ngài cũng trang bị chúng ta để làm công việc đó. God is also preparing us to do the same. Ngài đã sử dụng đôi tay của Ngài để hành động. He has used his own hands to work. Cứu những người hư mất. To save the lost. Chữa lành những người bệnh tật. To heal those who are sick. Giải cứu những người bị áp bức. Deliver the oppressed. Và đã tài trợ cho mùa thu hoạch. And also to prepare for the time of harvest. Khi Chúa Ngài làm phép lạ. Whenever he did his miracles. Và khiến cho Peter, Andre cũng như là hai anh em của con của Zebedee là Jacob và Giăng. And also when he called Peter, Andrew, Jacob and John. Ban cho họ một mẻ lưới cá có nhiều đến độ. A net full of fish to the point. Thuyền của họ sắp chìm. Their boat was about to sink. Và họ phải đánh dấu để mời các thuyền khác ra để tiếp tay với họ chở số cá này về. They had to give signs to the other boats to distribute, help distribute the load of fish. Và tôi tin rằng Chúa đã cho họ bán được cái số cá đó. And I believe that God allowed them to sell all of those fish. Để tài trợ cho to support công cuộc truyền giáo cho Capernaum. The work of evangelism, of ministry in Capernaum. Nếu chúng ta đi đến xứ Do Thái. If we go to Israel, chúng ta đến làng Capernaum. And we go to Capernaum. Thì chúng ta biết rằng cái phép lạ này xảy ra cách đó không xa. Then we see that from that area of land that miracle took place not far from it. Và thành phố làng Capernaum này trở nên trung tâm truyền giáo của đội truyền giáo của Đức Chúa Jesus Christ. And you'll begin to see there that Capernaum was became the central hub by which the ministry of Jesus Christ was released. Tôi tin rằng Chúa ngài cũng sẽ làm trong những ngày sắp đến. So I believe that God is going to do the same in the days to come. Tôi tin rằng Chúa ngài sẽ mở khóa cho đời sống anh chị em. And I believe that God is going to unlock everything with his key. Sẽ khiến cho tay của anh chị em được mạnh sức. You to be strong in your hands. Để làm nên của cải lớn lao. To be prosperous. Để chúng ta có thể tài trợ cho việc giảng so lành của Chúa trong những ngày cuối rốt. Support the ministry of God in the days to come. Có bao nhiêu người trong chúng ta muốn làm những công việc đó? How many people want that? Amen. Praise the Lord. Amen.
Tôi tin rằng Chúa Ngài đã có kế hoạch và Ngài đang làm. I believe that God has a plan and he's bringing it to pass. Trong buổi nhóm tối, Chúa Ngài đã giúp đỡ để chúng ta bẻ gãy những cái sự rủa xả còn rơi rớt lại trên đời sống của chúng ta. On one of our evening services, the Lord allowed us to break free of every generational curse, every spoken curse over our lives. Để chúng ta có thể trở nên những người so that we could become a people làm nên những của cải lớn lao. To be prosperous, that we'd be fruitful. Để Chúa Ngài sẽ dùng chúng ta để tài trợ cho việc giảng tin lành của Chúa. Support the evangelism and the ministry of Jesus Christ. Anh chị em, chỗ này tôi muốn mở ngoặc để nói đến điều này. My brothers and sisters, I want to kind of open up a parenthesis right here to say. Có nhiều người họ đứng trên các tòa giảng và họ giảng rằng cái sứ điệp về tin lành thịnh vượng đó, chúng ta đừng nghe những con người đó. There are some people who preach from a pulpit and say, you know that prosperity message, don't be listening to that. Anh chị em, cho tôi xác nhận với anh chị em rằng, my brothers and sisters, let me affirm to you, đó là kế hoạch của Đức Chúa Trời. That is the plan of God. Ngài ban phước trên chúng ta để chúng ta làm người phước. So that we can be a blessing. Amen? Nếu chúng ta hiểu rằng Chúa ban phước để chúng ta phung phí cho cá nhân của chúng ta, if we think that God blesses us just so that we could live luxuriously for ourselves, thì cái đó là sai. That's wrong. Nhưng mà Chúa ngài ban phước trên chúng ta, but God blesses us, làm chúng ta được thịnh vượng, and causes us to be prosperous, để chúng ta có thể tài trợ cho việc giảng tin lành của Chúa. So that we can support the ministry of our Lord God. Vì Chúa có quyền để ban phước trên chúng ta. Because He has the ability to bless us. Chúng tôi biết về một hội thánh. We know of a church. Những người ở trong hội thánh đó. The people in the church. Họ có khả năng về máy vi tính. They have the ability of to understand computers. Và họ đã hiệp lại với nhau. And they joined together. Xin Chúa ban phước trên tay của họ. God saying, God, would you bless our hands? Và họ đã viết ra một cái chương trình. And they wrote out a software. Để có thể truyền tải Kinh Thánh đến cho tất cả mọi người trên thế giới này. To be able to distribute the Bible to everyone around the world. Nếu họ cần thì họ có thể nhận được bản Kinh Thánh này. That if people needed, they could access the Bible. Và họ đã thực hiện được công việc đó. And they did it. Lần đầu tiên khi họ giới thiệu, the first time that they introduced it, có khoảng 700.000 người vào nhận. There was about 700 people that came to their application. Đến hôm nay thì hơn 700 triệu người đã nhận được. There's now more than 700 million people. Tôi nói đến cái software, cái app mà anh chị em đa số chúng ta tại đây có. And what I'm talking about to you, the app that I'm explaining to you is Kinh Thánh ở trên tay của chúng ta qua máy vi tính. Is the Bible that is on your phone, over your iPads, over your electronics. Đức Chúa Trời có thể làm bất cứ điều gì Ngài định làm. God can do anything that He wants to do. Nhưng Ngài không tự động làm bởi vì Ngài đã tôn trọng quyền Chúa cho chúng ta. Because he honors the authority that He gives mankind on this earth. Cho nên Ngài tìm những con người. So He looks for people. Ngài tìm những bàn tay. He's looking for the hands of mankind. Đáp lại với ý định của Chúa Trời. That would respond to His heart. Có con đây, xin hãy sai con. And say, Lord God, here I am, send me. Đây tay của con, xin sử dụng nó. This is my hand, use it. Để làm sáng danh Ngài. To bring glory to you, O God. Amen, anh chị em. Amen. Xin Chúa khuấy động đức tin của anh chị em trong ngày hôm nay. Stir up our faith this morning. Xin Chúa tháo gỡ những gì Chúa đời này làm mù lòng anh chị em. May God remove everything that has blinded us in this world to His truth. Để biến chúng ta từng là cánh đồng truyền giáo trở nên những con người đi thu hoạch ở trong ơn của Chúa. To change us, to transform us from those who have received the word from evangelism to be those that harvest souls. Amen. Cảm ơn Chúa, xin Chúa ngài ban phước. May God bless us. Và tất cả bắt đầu với chúng ta. But everything begins with us. Khi chúng ta nhận ra quyền năng của Ngài đã đặt ở trong tay của chúng ta. Whenever we receive or accept the power that is in our hands from the Lord. Chúng ta nhớ Timothée thứ nhất chương 4 câu số 14. Let's remember Timothy, 1 Timothy chapter 4 verse 14. Đừng sao lãng ân tứ trong con. Là ân tứ đã ban cho con qua lời tiên tri của hội đồng trưởng lão đặt tay trên con. Do not neglect the gift that is in you, which was given to you by prophecy with the laying on of hands of the eldership. Lời của Chúa nhấn mạnh tại đây là đừng sao lãng ân tứ trong con. The word of the Lord emphasizes, do not neglect the gift that is in you. Đây là trường hợp Timothée là người đã nhận được cái ân tứ đã được ban cho bởi hội đồng trưởng lão cũng như chính Phao-lô đã đặt tay lên. During this time, it was Timothy who received the power of God, the giftings of God, through the laying on of hands of the eldership. Và khi ông được đặt tay, and whenever he received the laying on of hands, đã đi vào trong the đời gifts sống của ông. He received as well. Sự sức giàu đã đến trên the đời anointing sống của ông. Came upon him. Cho nên Phao-lô nhắc nhở là so đừng sao lãng ân tứ trong con. Don't neglect that gift that you have. Anh chị em, xin Chúa ngài cho chúng ta bước lên một đẳng cấp cao hơn. My brothers and sisters, let us rise up to the next level in our faith. Để chứng nhận cố gắng tin về việc này. To not only just believe in these things. Nhưng mà chúng ta sẽ sử dụng nó một cách tốt đẹp, trân quý nó một cách tốt nhất. But we will treasure the truth of God that speaks to us and we will use it.
Bởi vì chữ sao lãng ở đây là gì? Because what does neglect mean? Có nghĩa là chúng ta bỏ phế nó và chúng ta không sử dụng nó. It means that we set it aside and we don't use it any longer. Phải không chị em? Right? Có bao nhiêu người trong chúng ta đã bỏ phế ân tứ của Chúa, ân của Ngài trong đời sống chúng ta? Here have neglected the gifts of God upon our lives. Có người còn không muốn tìm hiểu mình có ơn này như thế nào trong đời sống của mình. There's even people that don't even want to know the gifts that they received from God. Và tôi tin rằng lòng Đức Chúa Trời rất buồn về điều này. And I believe that God's heart is deeply grieved by this. Và Ngài đang lấy tay mạnh sức của Ngài để phục hồi điều này trên hội thánh của Chúa. To restore this upon the church. Amen, anh chị. Amen. Một thí dụ trước mặt chúng ta. Let me give you an example. Một sư Võ Sinh. Pastor Võ Sinh. Một người không biết một nốt nhạc. A person who doesn't know one note of music. Và Chúa cho bà đã sáng tác hơn 80 bài hát rồi. But yet God allowed her to compose over 80 songs. Không có gì là khó cho Đức Chúa Trời. Nothing is impossible for God. Amen. Để chúng ta đọc những bài ca từ ca nang của Trung Quốc. If we begin to read or the songs or the lyrics of the songs from Canaan. Một thôn nữ. It's a farm girl. A farm girl. Đã được Chúa ngài ban phước. God blessed her. Và sức dầu trên. And anointed her. Mỗi buổi sáng đi trong thời giờ cầu nguyện tương giao với Chúa. That in every morning as she walks with the Lord and has a relationship talking to him. Đã sáng tác hơn 800 bài thánh ca cho cô phụ nữ tại Trung Quốc. 800 psalms, hymns, praise and worship songs for the Lord. Một thôn nữ chưa bao giờ biết nhạc. This is a young lady who never knew a note of music. Anh chị em không có gì là khó cho Đức Chúa Trời. There's nothing that's impossible for the Lord. Đấng nói phải có sự sáng thì nó liền có sự sáng. The God who says let there be light, there was light. Đấng nói với những thứ không có phải có thì nó đã có. The Lord spoke to what was not and brought it into being. Anh chị em nghĩ có khó gì cho Chúa để sử dụng anh chị em không? Anything is difficult for the Lord to use even you? Trong khi đó thì chúng ta cứ nói Chúa ơi con không có gì, con bất tài, con vô dụng. But yet we keep speaking this in our hearts and out loud, Lord, I have nothing. There's nothing that I can do for you. Cho tôi báo cho anh chị em tin vui ngày hôm nay. Some really good news, my brothers and sisters. Anh chị em bằng lòng dâng đời sống của mình trong tay Chúa. To give your life into the hands of God. Thì cái bất tài của anh chị em sẽ có tài. That your lack of talent will become talents and giftings. Và ơn của Chúa sẽ đổ một cái đầy dẫy trên anh chị em. God will be poured upon you, this favor upon you. Amen. Amen. Có bao nhiêu người amen với điều đó? How many people want to say amen to that? Chỉ trừ những người muốn ngồi trong nhà thờ. So outside of the people who just want to sit in the church. Và bỏ tay trong túi của mình. And put their hands in their pockets. Chúa ơi, con bất tài, con vô dụng. God, I have nothing. I have nothing to give you. I don't Chúa know what to dùng do for you. Đi. Chúa God, dùng các anh chị Pastor khác Khan, đi. Use other pastors. Để xem lúc chúng ta kéo tay ra khỏi But túi my brothers của chúng and sisters, ta. It's time to take your hands out of your pockets. Và đưa lên trước mặt Chúa and give it to the Lord. Raise Chúa it before him. Say, God, here I am. Những gì Chúa có thể làm xuyên qua đôi tay này. That you want to do through my hands. Và quyền năng của Chúa có thể khai phóng qua đôi tay này. God would be released upon you. Quyền năng phục sinh của Chúa có thể khai phóng qua đôi tay này. Power of God would be upon you. Để làm những công việc Chúa sai phái. Do the work that he commands you to do. Amen, anh chị em. Amen. Chúng ta có thể nói, ô, nhưng mà tôi không có khôn ngoan giống như là những người khác. And sometimes you talk to yourself and you say, oh, I don't have enough smarts like the guy next to me. Hmm. I don't have a beard. Sự khôn ngoan đến từ đâu? But where does wisdom come from? What does the word of the Lord say? Sự khôn ngoan đến từ chính Chúa. That wisdom comes from God. Ở trong phục truyền lời ký 34 câu số 9 cho chúng ta biết điều này. When we look at Deuteronomy chapter 34 verse 9, the word of the Lord says. Chúng ta có thể nhận được sự khôn ngoan qua việc đặt tay. That we can receive wisdom through the laying on of hands. Vì Giô-suê con trai của Nun được đầy dẫy thần khôn ngoan vì Môi-se đã đặt tay trên ông. Now Joshua the son of Nun was full of the spirit of wisdom, for Moses had laid his hands on him. Dân Israel vâng lời Giô-suê và làm theo mỗi điều Đức Giê-hô-va đã phán truyền qua Môi-se. So the children of Israel heeded him and did as the Lord had commanded Moses. Chứ đừng ngồi đó nói rằng mình không có sự khôn ngoan. So don't sit there and say I'm not smart, I don't have any wisdom. Hãy nhận sự đặt tay. But receive the laying on of hands. Hãy nhận sự chuyển tải. To receive the impartation. Vì Đức Chúa Trời có thể ban chúng ta sự khôn ngoan thiên thượng. Because God can give us His divine wisdom, amen. Và chúng ta có thể. And it is possible for us. Trở nên người khôn ngoan thứ nhì trên thế giới này. To become the second wisest person on this earth. Bởi vì Solomon thì là người mà Chúa đã tuyên bố rồi. Because Solomon, we know in Scripture, God has already declared. Là trước ông và sau ông không ai khôn bằng ông. Him and after him, there would be none like him. Nhưng mà có thể có người khôn thứ nhì. But it's very possible to be second wisest. Vì Chúa ban cho ông khi ông khao khát
biết cách để có thể điều khiển dân sự của Chúa. Because God blessed him with wisdom so that he could guide the people of the Lord. Có ai dám tin điều đó không? Do you dare to believe this? Tôi biết anh chị em tin rằng mình là bất tài, vô dụng lâu rồi. I know a lot of you have felt that you're not talented, you're not gifted for a very long time. Khỏi phải thuyết phục tôi. You don't have to convince me that you believe that. Mà cho tôi thuyết phục anh chị em. But let me convince you. Cái thiếu và không có. That whatever you're lacking in your life. Khi chúng ta bằng lòng mời Chúa. That whenever you're willing to invite God. Bước vào. To step into your life. Ngài sẽ thay đổi. That he's going to change everything. Amen. Và đây là điều kỳ diệu mà chúng ta có thể tin đây. And this is the amazing thing that you can believe. Nếu nhiều người trong chúng ta. That is a lot of us here. Mà chúng ta nói mình không có đúng nghĩa. And you say I am lacking or I don't have. In the real sense. In the real sense. Thì Chúa ngài có thể làm điều kỳ diệu của ngài. Then God can do something for you amazing. Hình dung một cuộc đời nói rằng Chúa ơi, điều này con là con số không. For a life to come before the Lord and say God, I am like a là zero. Là Chúa, con cũng không có điều này, con cũng không có điều này, con không có điều này. I don't have that. Và chúng ta để cho đấng số 1 bước vào trong đời sống của chúng ta. Lives, khi Ngài bước vào, then when he steps in, thì ba con số 0 sẽ là 1,000. Then those three zeros become 1,000. Anh chị em, bốn con số 0 sẽ là 10,000. Và anh chị em cứ nhân lên theo hình dung của chúng ta. You keep doing the math. Amen. Amen. Cho nên đừng ngồi đó và nói so rằng con là con số 0. Then I'm just a zero. Trong cái thái độ vô tín. In unbelief. Nhưng mà nếu chúng ta nói với Chúa rằng là Chúa, God, con thiếu điều này nhưng mà con tin rằng Chúa có thể trong đời. I believe that you can fill it. You can give it to me. Bởi trong sự yếu đuối của con, Chúa đã khiến cho con trở nên mạnh mẽ. You are my strength. Hỏi những kẻ yếu hãy nói mình mạnh ở trong Chúa. The word of the Lord said, let the weak say I am strong. Hỏi những kẻ nghèo đói hãy nói rằng tôi giàu có trong Chúa. That I am hungry, that I will be fed in the Lord. Vì Chúa Giêsu chính là câu trả lời cho because chúng ta. Jesus Christ is the answer. Đức Chúa Trời đấng giàu có phong phú khi Ngài bước vào cuộc đời của chúng ta. Abundantly rich when he steps into our lives. Ngài có thể khiến cho chúng ta đầy dư tất cả mọi sự. To be abundant in everything that we need. Để rồi chúng ta có thể tràn ra cho những người xung quanh. We can be so abundant that we overflow and bless others around us. How about that? Lời của Chúa không nói là Joshua con trai của Nun được thần khôn ngoan. The word of the Lord doesn't say that Joshua the son of Nun received the spirit of wisdom. Nhưng mà đầy dẫy thần của sự khôn ngoan. But what it says in the word of God is full of the spirit of wisdom. Vì khi Đức Chúa Trời ngài ban cho, ngài ban cho chút chút anh chị. Because when God gives us and he blesses us, he doesn't just give a little bit. Chúng ta tin cỡ nào Chúa sẽ ban chúng ta cỡ đó. However we believe in our faith, he is going to give us that. Lòng chúng ta rộng mở cỡ nào Chúa sẽ đổ xuống cỡ đó. Open, the more open we are, the more he'll pour into us. Amen. Amen. Để chi? Why? Châm ngôn chương 3 câu 27 cho chúng ta biết lý do của nó. Proverbs 3:27 gives us the answer. Đừng từ chối làm lành cho người nào đáng được hưởng khi tai con có thể làm điều ấy. Never walk away from someone who deserves help. Your hand is God's hand for that person. Wow. Anh chị có nghe câu đó không? Did you hear that? Đó là ý định của Đức Chúa Trời. That is the desire of God. Ngài không muốn chúng ta gặp những người có nhu cầu. He doesn't want us to come across somebody in need. Tôi không có gì trong tay. I don't have anything to give you. Đi bình an. Go in peace of the Lord. Nhưng mà lời của Chúa ở tại đây, chúng ta nghe lại một lần nữa. Đừng từ chối làm lành cho người nào đáng được hưởng khi tai con có thể làm điều ấy. But let's hear the word of the Lord again. Never walk away from someone who deserves help. Your hand is God's hand for that person. Như vậy kế hoạch của Đức Chúa Trời khi Ngài đổ quyền năng và khả năng để tai của chúng ta có thể làm nên của cải lớn lao. So how is it that God is blessing us so that we can be fruitful and prosperous through our hands? Cho chúng ta có thể đưa tay chúng ta ra. It is so that we can give our hands out. Làm việc lành cho những người đáng được hưởng. Do good for those who are in need. Những người cần được sự chữa lành. Those who need healing. Những người cần được khích lệ. Those who need encouragement. Những người cần được giải cứu. Those who need deliverance. Những người cần được nghe sự cứu rỗi của Chúa. Those who need to hear about the salvation of God. Đừng từ chối anh chị em. Don't deny them. Hãy nhận để tay của chúng ta đầy đủ tất cả những gì cần thiết. Receive so that you have everything that you need. Để chúng ta có thể làm lành cho những người đáng được hưởng. Can bring healing to those who need healing. Amen. Amen. Anh chị em sẵn sàng chưa? Are you ready? Và đây là những chìa khóa để giải phóng quyền năng của Chúa. Here are the keys to releasing the power within your hands. Đức Chúa Trời đã thiết lập sự đặt tay
và để điều gì đó đặc biệt ở trong tay của anh you chị. Have to acknowledge that there is something special about your hands. Nếu Kinh Thánh, rất là nhiều câu Kinh Thánh cho chúng ta thấy cái sức mạnh của sự đặt tay. If many verses in the Bible have told us the impact of the laying on of hands. Chúng ta thấy cái kết quả sau khi một người được đặt tay. We see the result after somebody receives the laying on of hands. Điều đó cho chúng ta thấy rằng có thể thiếu hiểu biết của mình khiến cho mình không thể kinh nghiệm được điều đó. That tells us that there may be a lack of understanding that keeps us from experiencing the same thing. Amen, anh chị em. Amen. Em một lần nữa đưa tay mình lên. So once again, put your hands up. Tôi muốn anh chị em nhìn kỹ vào đôi bàn tay của chúng ta. I want you to look very carefully at your hands. Anh chị em có biết tay của chúng ta cho biết rất là nhiều điều về chúng ta không? Did you know that your hands reveal a whole lot about you? Nhìn tay của chúng ta, người ta có thể biết tuổi của chúng ta. When you look at your hands, people can know your age. Very young. Nhiều người thì dễ thấy lắm. Many people, it's very obvious. Khi nhìn thấy da của chúng ta bắt đầu có những cái dấu chấm mà người Mỹ họ gọi là cái dấu chấm của liver spot. Whenever you look at your hands and you see those dots on your hands or spots called liver spots. Thì người ta biết rằng chúng ta phải là trên 50 tuổi chúng ta mới có cái đó. They know that you're probably over 50 to be able to have those spots. In Jesus' name, no spots. Tay của chúng ta cũng cho biết nhiều về chúng ta. Our hands reveal a whole lot about us. Tay của chúng ta tiết lộ tuổi tác. Our hands reveal how old we are. Cũng tiết lộ những cái từng trải của and chúng also ta. Reveal to us what we've experienced in life. Có những bàn tay. There's some hands. Có thể là đang không còn cái nét đẹp của ngày xưa. That are no longer as beautiful or as good looking as it used to be. Tôi muốn nói tay của nhà tôi. Oh, I want to talk about my wife's hands. Đúng là đôi tay mà khi tôi mới gặp tôi nói, oh, một người có cái đôi tay có thể là chơi đàn được, đánh piano được. Those are the hands that when I first met them, I said those are the hands that can play piano. Nó dài, nó thon và rất là đẹp. They're long and they're thin. Nhưng mà hôm nay, but today, có những cái ngón nó đã bị biến dạng. That there are some fingers that have changed. Bởi vì cực nhọc nuôi con cái. Of the raising of our children, cũng như là bận rộn phục vụ hội thánh của Chúa, as well as the being busy to serve God and serve the church. Nhưng mà cái kết quả của đôi tay đó, but the result of those hands, đã thể hiện ra trước mắt chúng ta trong những ngày qua. We've seen the result of it. Amen. Anh chị em, tay của chúng ta bày tỏ rất nhiều điều về chúng ta. Our hands reveal so much about us. Nguyện xin Chúa ngài ban ơn để chúng ta hiểu rằng, so that we can understand, có một điều đặc biệt mà Đức Chúa Trời đặt ở trong tay của chúng ta. Something very special in our hands. Amen. Amen. Hãy nói với đôi tay của mình. So speak to your hands. Hãy khai phóng tất cả tiềm năng Chúa đã đặt ở trong đôi tay mình. Say, release every bit of power that God has put in you. Amen, anh chị em. Amen. Cảm ơn Chúa. Amen. Praise the Lord. Bước thứ hai là một bài tập mà tôi khuyến khích anh chị em làm. The second is kind of like an assignment that I want you to practice every day of the week. Đây là kế hoạch của Đức Chúa Trời. This is the plan of God. Để Ngài có thể ban phước cho dân sự của Chúa. So that He can bless His people. Ở trong cái ngày lễ giữ liều tạm thì the Feast of Tabernacles. During the time of the Feast of Tabernacle in Scripture, thì Chúa ngài có ra lệnh cho dân sự của Chúa làm điều này. That God told His people to do this. He commanded them. Ở trong Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 16 câu 15. In Deuteronomy 16 verse 15. Trong 7 ngày anh em phải giữ lễ này cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của anh em tại địa điểm mà Đức Giê-hô-va sẽ chọn. 7 days you shall keep a sacred feast to the Lord your God in the place which the Lord chooses. Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em sẽ ban phước cho mùa màng cùng mọi công việc tay anh em làm. Và anh em sẽ vui mừng trọn vẹn. Because the Lord your God will bless you in all your produce and in all the work of your hands, so that you surely rejoice. Trong 7 ngày anh em phải giữ lễ này. For 7 days you have to keep this. Tôi khuyến khích 7 ngày tới. I want to encourage you, my brothers and sisters, in the 7 days to come. Mỗi ngày. That every day. Trước khi anh chị em nằm xuống ngủ. Before you lay down to sleep. Lấy viết ra. Take a pen or a writing utensil. Và viết xuống ít nhất là 7 điều ở trong ngày mà Chúa đã ban phước cho anh chị em. And write down at least 7 things by which God has blessed you in that day. Anh chị em có thể viết nhiều hơn. You can write more. Nhưng ít nhất là hãy viết ít nhất là 7 điều mà Chúa đã làm cho chúng ta. Seven things that God has done for you in that day. Huấn luyện này của Chúa cho tuyển dân của Chúa. This training for the people of God. Đó là họ phải đếm và xét cái mùa màng mà Chúa đã cho họ thu hoạch được. They had to assess the harvest that the Lord gave them.
để rồi họ có thể ngợi khen Chúa. So that they could praise God. Không phải chỉ một ngày mà trong not 7 ngày. One day, but for 7 days. Mỗi sinh hoạt của họ là để ngợi khen Chúa cho sự thu hoạch của họ. Was to praise God for their harvest. Thưa anh chị em, hãy viết xuống những gì Chúa đã cho chúng ta nhận được, thu hoạch được bởi phước hạnh từ Chúa. Every day, write down every blessing that the Lord has given you in your lives. Đây là một trong những ngày lễ quan trọng. This is one of the very most important times. Và sau này nó trở nên ngày lễ ngũ tuần. And it became the Pentecostal. Đó là cái ngày lễ của mùa thu hoạch được thu hoạch xong. It's almost like a holiday during the Jewish times. That was the word I was looking for, lễ. Holiday. From the Feast of Tabernacle, it became the holiday of Pentecost. Anh chị em để ý chưa? Do you see? Nếu anh chị em hằng dân của lễ của sự cảm tạ ngợi khen cho Đức Chúa Trời trong 7 ngày tới. That as you continue to praise God, to thank Him for the next 7 days for everything that He's given to you in your life. Thì Ngài sẽ ban phước cho mùa màng của anh chị em. He's going to bless you. Mọi công việc của tay anh em làm. Everything that your hand touches. Và anh em sẽ vui mừng trọn đời. And you'll be rejoicing forevermore. Tại sao? Why? Đức Chúa Trời rất ghét những người vô ơn. Because God does not like people who are ungrateful. Ngài luôn tìm thấy He's always looking những con người for people có lòng biết ơn Chúa. That have grateful hearts towards Him. Amen, anh chị em. Amen. Chúa làm cho chúng ta rất nhiều điều. God does so much for us. Tôi tin rằng tối hôm nay khi anh chị em trở về và anh chị em thành lập danh sách này. And I believe that tonight when you go home and you start writing out the 7 things that you thank God for, thì sự vui mừng bắt đầu nó xuất hiện trong lòng anh chị em. Joy is going to be in your life. Làm những con người ngồi than phiền. Instead of being one who sits around trước mặt Chúa, complaining before God, sẽ làm lòng của chúng ta nó chùng xuống và nó buồn vô cùng. Causing your heart to become actually depressed. Khi chúng ta tập trung vào những điều không có. Whenever you focus upon what you do not have, thì chúng ta sẽ thấy tấm lòng của chúng ta nó chùng xuống. Then you see that your heart becomes sad. Nhưng một khi chúng ta biết đếm các ơn của Chúa, but once you know how to count the blessings of God, thì chúng ta sẽ phát hiện ra một điều. Then something's going to happen. You're going to discover. Nó nhiều hơn khả năng con có thể viết xuống. It's that there's more blessing that God has given to you more than you could possibly write down. Và Chúa ngài hứa với chúng ta khi and chúng ta làm như vậy. That when you do that, thì Chúa ngài sẽ ban phước cho mùa màng của chúng ta. Ngài sẽ ban phước cho mọi công việc của tay chúng ta làm. Bless your produce, bless everything. Và chúng ta sẽ vui mừng trọn vẹn ở trong ơn Chúa. And you will surely rejoice in the Lord. Phần thưởng lớn như vậy. What a great reward. Nên tôi khuyến khích anh chị em hãy tin tưởng làm việc này. Nếu trong những ngày qua anh chị em là cái dạng tín đồ trong hội thánh VBC Houston tại đây. In the most recent days, if you've been a VBCer, và nếu anh chị em có một cái thái độ nghe một sự khánh giảng xong rồi để lại nhà thờ trước khi mình đi về. And you have the attitude of after hearing a message from Pastor Khan, you just kind of leave it here at the sanctuary and then you go home. Bởi vì đến ngày thứ tư khi hỏi anh chị em Chủ nhật một sự khánh giảng gì, 95% những gì tôi giảng anh chị em quên hết. Because by Wednesday, if somebody were to come up to you and say, "What did Pastor Khan preach about on Sunday?" About 95% of you would forget. And you forget 99% of what I'm preaching. So 95% of you forget 95%. You just say, "Jesus." Hãy quyết tâm thay đổi. So be determined to change. Hãy trở nên những người. Become a people. Làm. That do the works of God. Chứ lấy nghe lầm đủ mà lừa dối mình. To not just hear the word of God and lie to yourself, fool yourselves. Mỗi ngày viết xuống 7 điều, ít nhất là 7 điều Chúa đã ban phước trên đời sống của chúng ta. Things that God has blessed you with that day. Cảm ơn Chúa vì các phước hạnh này. Praise God for these blessings. Và dĩ nhiên cùng với các lời cảm ơn Chúa khác. And as well as thank God for all the other things. Nằm xuống ngủ. And lay down and sleep. Sáng hôm sau thức dậy. The next morning when you arise. Điều đầu tiên chúng ta mở miệng ra nói. You say to the Lord. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Một ngày mới Chúa ban cho. A new day that you've given me. Phước hạnh hôm qua. Chúa ngài hứa rằng ngài sẽ làm lớn hơn trong ngày hôm nay. You said, Lord God, that you're going to do even greater today. Đức Thánh Linh xin đầy dẫy trong con. Holy Spirit, come and fill me. Con nhường thân thể này cho Chúa ngài cai trị. I give myself to you. Rồi nghĩ đến những phước hạnh Chúa ngài sẽ làm. Và đây là điều anh chị em để ý. And this is something that you'll notice. Trong đời Chúa ngài sẽ làm điều gì, phước hạnh gì trên đời sống chúng ta trong ngày hôm đó. You'll begin to notice all of the good things, the blessings that God pours into you that day. Nên cho em trung tín làm điều này. So if you're faithful in doing this, thì trong 7 ngày sắp đến, then in the next 7 days, anh chị em sẽ thấy đời sống chúng ta đổi hoàn toàn. You will see your life change completely. Vì đa số chúng ta thường là chúng ta thức dậy. Because the majority of us, when we wake up, chúng ta kiểm soát xem mình không có cái gì hôm nay nè. Khi chúng ta đi vào trong nhà của Chúa thờ phượng, whenever you go into the house of the Lord to worship, chúng ta cũng nhìn quanh nhìn quất chúng ta tìm. We start looking to and fro.
Không ai chào tôi hôm nay hết. Nobody said hi to me. Tôi không có thích cái hội thánh này nữa. I don't like this church. Ngày hôm nay nhà thờ không biết sao ông mục sư Khánh với lại mấy người trong ban lãnh đạo mở máy lạnh nó lạnh quá. I don't know what's wrong with the leaders wasting our money turning on this AC so high. Anh xem máy điều hòa không khí của chúng ta phải làm cho không khí nó di chuyển bởi vì brothers chúng ta là một số đông người đang ngồi tại đây. I tell you that the AC has to run to filter as we are a large group of people sitting in closed doors. Và một trong những điều rất là ý nhị nữa đó là lạnh mới giữ cho anh em tỉnh ngủ. And another thing we do is we know that when you're cold, you stay awake. Không anh em, mục đích là để cho cái bầu không khí của trong phòng thờ phượng của chúng just ta với chừng này người không khí có cái sự di really, we just want the air to be flowing and to be filtered and to move around so it's not stuck. Thay vì than phiền, cảm ơn Chúa. So instead of complaining, say praise the Lord. Vì chúng con có một hệ thống máy điều hòa không khí that works in Houston. Để chúng con có không khí trong lành để con so có thể hít thở trong này. To breathe. Con cảm ơn Chúa vì những phước lành ngày ban cho. For every blessing you have. Như mục sư Don đã nhắc nhở chúng ta. Con cảm ơn Chúa vì tại Houston này. Lord, because in Houston, Chúa cho con có mặt trong VBC Houston. To allow me to be at VBC đây Houston, là nơi mà trời đang mở ra. Place where there is an và Chúa ngày đang làm việc ở tại đây. You are working here, không có chỗ nào tốt nhất. There's no place để con có thể nuôi dưỡng một gia đình nào trong một không khí này. My family in a wonderful spiritual atmosphere. Để đời sống của con cái của chúng con có thể được phước của Chúa như thế này. Blessing from you. Chừng đó thôi thay đổi phải không chứ? Right, just that alone will change you. Từ người chúng ta bỏ tay trong túi chúng ta đi. Đời của mình sao nó khổ quá. Rồi nhìn xuống tìm bắt cắt ở trong cuộc đời của mình. Oh man, what do I not have? Và chúng ta sẽ vui mừng bước đi ở trong phước lành của Chúa và chúng ta biết rằng Chúa chúng ta ngày ban phước cho chúng ta. Chúng ta đã lỡ trong phước lành của Chúa. And we live in the blessing of Him. Amen, anh chị em. Amen. Ghi chép xuống. So write it down. Đừng cho phép mình quên cái việc này. Don't let yourself forget to do this every night before you go to bed. Để trước đây tôi đã chia sẻ cái kế hoạch này. Because before this, I've given you these steps before. Nhưng mà tôi nhìn thấy nhiều cuộc đời, chúng tôi thấy vẫn thiếu, vẫn nghèo, vẫn buồn. But when I look at lives, I still see there's lack. There's things missing. There's a lack of joy. Tại vì Chúa ngài không nói thật với chúng ta, phải không chị? Chúa ngài gạt chúng ta chứ nói because you believe that God is tricking you. You believe God's lying to you. Nothing he doesn't không. Do anything for you. Lý do là bởi vì chúng ta không làm theo mệnh lệnh của Chúa. But no, it's because we don't do as the Lord commands us. Của lễ của sự ngợi khen. There is an offering of praise. Và lòng cảm tạ Chúa. And a heart that is grateful to the Lord. Ngày hôm nay trong Tân Ước. That today in the New Testament. Chúa muốn chúng ta mỗi ngày làm công việc đó. Every day to do this. Chứ không phải là chờ cho đến mỗi năm một lần như lễ tại đây. It's not just waiting for like one time a year to do it. Cho nên chị em yêu dấu của tôi. So my brothers and sisters. Hãy đổi trở nên những con người biết lòng biết ơn Chúa và cảm tạ Chúa luôn luôn. Become a people who have hearts that are grateful to the Lord. And are thankful for everything that he's done. Lời của Chúa tôi có thể cam đoan với Lord, I can tell you this. Đời sống anh chị em sẽ thay đổi hoàn toàn. That your life will change completely. Vì tôi đã từng gặp những con người hay than phiền cũng như là với cái tinh thần nghèo đói. Because I have met people who were once complainers with a mentality of poverty. Tôi nhìn đời sống của họ nó tan nát anh chị em không có gì phước hết. Broken. There was nothing there. Nhưng mà khi tôi nhìn thấy những cuộc đời biết ơn Chúa. But when I look at a life that is thankful to the Lord and has a grateful heart, thì tôi có thể nhìn thấy phước hạnh của Chúa dư dật trên những đời sống of God abundantly in their lives. Amen, anh chị em. Amen. Bởi vì sự lầm bầm quán trách because Chúa. Complaining to God, mà Chúa đòi giết hết tất cả những người Israel trong sa mạc. The Israelites, they complained so much that the word of the Lord says he wanted to kill them all. Chúa rằng nếu mà ta đi với các ngươi nữa, if I go with you any longer, ta sẽ giết tất cả các ngươi. I'm gonna kill you all. Vì các ngươi là cái dân cứng cổ. Because you are a stubborn people. Có thể trong những ngày qua chúng ta thấy sự hiện diện của Chúa ở xa đó. If in the most recent days you've seen the presence of God far from you, vì chúng ta trở nên những người lầm bầm. Then it could be that you've become a person who complains. Tất cả những gì Chúa nghe chúng ta nói. That everything that the Lord hears you say to him. Cái chữ lầm bầm trong Kinh Thánh nó có cái hình ảnh như thế này. The word complaining in scripture has this kind of imagery. Oh, murmuring. Murmuring. Không phải là hallelujah ngợi khen Chúa nhưng mà tại sao như thế này, tại sao như thế kia? Ôi Chúa ơi, Chúa đem chúng con đến đây để giết chúng con sao? Why,
Lord, did you bring me here to kill me? Em mong lời khen Chúa. But praise God. Chúc tụng Ngài. Praise the Lord. Thì Chúa Ngài sẽ ban phước trên chúng ta. And God will bless you. Ban phước cho mùa màng của He'll chúng ta. He'll bless your produce. Anh chị em có biết là sự ngợi khen chúng ta cũng sẽ làm cho cây trái của chúng ta, mùa màng của chúng ta nó cũng tốt theo không? Did you know that your praise can cause your produce to grow and be fruitful? Và nếu chị em có trồng cây ăn trái ở nhà so của mình. So if you're gardening at home and you have đừng có ra sân của mình. Bowls and bees and moops and stuff. Đừng có nhìn nó mà nói sao không có trái gì hết. Don't go to your plant and say why aren't you producing fruit? Nhưng mà ngợi khen Chúa. But praise the Lord. Bởi vì mùa màng của con sẽ được mùa. That my produce will bear fruit. Cảm ơn Chúa vì việc tay của con làm sẽ được Chúa ban phước. Everything in my hand you're going to bless. Amen, anh chị em. Amen. Và lòng của con sẽ tràn đầy vui mừng một cách trọn vẹn. And complete. Bởi vì con ngợi khen Chúa và cảm tạ ơn Ngài. Được hơn chưa em? Is that right? Bây giờ lần này quyết tâm nha. So this time you have to be determined, okay? Don't forget. What are you going to do? Nếu Chúa hướng dẫn tôi giảng lại cái nguyên tắc này ở trong 2 năm nữa, 3 năm nữa thì anh chị em vẫn còn ở cái chỗ phía sau này. So don't let it be where two or three more years ahead, the Lord asks me to preach the same exact message, giving you the same exact command. Anh chị em, điều mà Chúa Ngài đặt để trong các buổi cầu nguyện chúng ta trong những gần đây là cái mức cấp bách của vấn đề. The thing that the Lord has put upon our hearts during our prayer meetings over the last 8 months is the suddenness, urgency. The urgency by which things must happen in our lives. Tại vì có nhiều người đang chờ phước hạnh đến trên đời sống của họ qua chúng ta. So many people are waiting for the blessing of God through your life. Là những người được ban phước. People who are blessed by God. Amen, anh chị em. Amen. Cho nên đừng phí thời giờ nữa. So don't waste your time. Nếu chúng ta đã từng là những người đi nhà thờ, cho có đi nhà thờ. If you were once a people who went to church on Sundays because that's what you have to do. Hay là giống như những người Công giáo La Mã. Or be like the Roman Catholics. Đi xem lễ. To go watch the mass. Đi xem. To go watch it. Đến nhà Chúa mà đi to xem. Go to the house of God just to watch what they're going to do. Người Tin Lành thì không có đi xem lễ. In the Protestants, we don't go to watch the service. Nhưng chúng ta đi xem ban hát hát. But we go to watch the singer sing. Đi xem một mục sư giảng. We come to watch the pastor preach. Không thể nào tưởng tượng được ông mục sư ông giảng dài đến như vậy. There's no way that I can believe the pastor would preach so long. Bài hát nó hát như thế nào mà nó dở như vậy? Oh man, the vocalists were off today. Anh chị em, chính anh chị em là những người thờ phượng Chúa. But my brothers and sisters, you are the worshipers. Amen. Amen. Cái buổi thờ phượng nó như thế nào là do sự đóng góp của anh chị em. However, the worship service turns out is by your participation. 25 năm qua Chúa dạy tôi. The past 25 years, God has taught me. Chúng tôi đã gọi ban hướng dẫn người khen. We call them the praise leaders. Bởi vì họ là những người hướng dẫn anh chị em. Because they're leading us to the throne room. Xin hiểu một cách rất rõ những điều tôi sắp nói. Cái người kỹ sư mà lo cho đến để lắp ráp chúng ta hệ thống âm thanh mới. The sound engineer who came to help us revamp the sound system. Thấy một cái khải tượng. He saw a vision. Đó là những người thờ phượng Chúa ở ngoài kia. And that is the people worshiping God out there. Cần kinh nghiệm được cái bầu không khí của thờ phượng của chúng ta. The spiritual atmosphere that we have here. Cho nên anh đã quyết định và bảo chúng tôi phải thực hiện. So he decided and told us that we have to do this. Tức là có 2 cái microphone hướng về hội chúng. That is to have 2 microphones pointed towards the congregation. Để các anh chị em của chúng ta ở xa có thể nghe được tiếng hát của anh chị em. So that people from afar watching online can hear your voices worshiping. Và nếu chúng ta là những người hát mà nó cứ lạc nhịp lạc giọng đó. Because if you're a person who is offbeat and off tone. Cầu nguyện xin Chúa cho chúng ta được ơn ngợi khen từ thiên đàng. Pray and ask God to give you grace to have the sound of heaven in your voice. Để sự đóng góp của chúng ta. So that your participation nó nhịp nhàng với hội thánh. Will be with the church, be in beat, in tune. Và tôi tin rằng người Việt Nam chúng ta cũng cần phải đi học. And I believe that our Vietnamese people, we also have to go and perhaps take classes. Học cách vỗ tay. To learn how to clap. Yes, Lord. Những người Mỹ họ đến họ nhóm lại với chúng ta, họ nhức đầu về cái cách vỗ tay của người Việt của chúng ta. Me too. The people who come from outside, the Americans, they come into our service as they listen to us clap our hands, they have a bit of a headache because we're a little offbeat. Anh chị em vỗ tay là để chúng ta giữ nhịp.
When you clap your hands, it's to stay on beat. Và chúng ta ngợi khen Chúa được. Anh chị em chúng ta chúng ta làm cho những người khác lạc nhịp. But we cause the people around us to be off beat by our hand clapping. Phải không? Right? Oh, tôi chỉ dâng cho Chúa tấm lòng. So we say, oh, I'm here to give God my heart. Thì hãy dâng cho Chúa tấm lòng thôi. So give your God your heart. Amen. Amen. Lòng thì không dâng cho Chúa mà vỗ tay dâng cho Chúa nhưng mà cũng không có nhịp điều với các anh chị em khác. As you worship God with your heart, you give him your heart, you give him your hand clap, be in tune, be in beat with the rest of the church family. Bởi vì các nhạc cụ, because the instrumentalists, những người nhạc công, the people who play the instruments, và những người hát, and the people who sing, họ phải hát như một người. They have to sing as one. Chúng ta nhớ khi dân sự của Chúa đã thờ phượng Chúa như một người như vậy. Do you remember in scripture that when the thì people vinh quang của Chúa đã đổ xuống trên đền thờ trong ngày đó. Then the glory of God would come upon them. Đến độ các thầy tế lễ không đứng nổi để thờ phượng Chúa. To the point that the priest could not stand before his. Không phải là họ sợ họ chạy ra ngoài. And it wasn't that they were afraid and they ran out. Mà họ ngã ra trong sự hiện diện của Chúa. But they were slain by this by being in the presence of God. Anh chị muốn thấy điều đó xảy ra không? Do you want to see that happen? Hãy đóng góp để chúng ta hát như một người. So contribute, praise the Lord as one voice. Nhưng mà mục sư tôi không có khả năng đó. And you say, Pastor, but I don't have that ability. Cảm ơn Chúa vì em nhận biết. Praise the Lord that you know this. You recognize. Và xin Chúa cộng cái phần của Ngài vào. Now you go to the Lord. You say, Lord, help me. Let Him add to you. Bởi vì khi chúng ta được đầy dạy Đức Thánh Linh, because whenever you are filled with the Holy Spirit, thì chúng ta mới có thể lấy ca vịnh thơ thánh bài hát thiêng liêng mà đối đáp và cùng nhau ngợi khen Chúa. Celestial songs, spiritual songs to praise the Lord. Nên hãy nói với Đức Thánh Linh. So tell the Holy Spirit. Xin đầy dạy trong con. Fill me. Để con có thể góp phần ngợi khen thờ phượng Chúa trong các buổi nhóm. Can join in to praise and worship you in our services. Amen, anh chị em. Amen. Có ai buồn tôi không? Is there anybody mad at me? I'm just the translator. Hai cái microphone này nhắc chúng ta về điều đó. There's two microphones that remind us of this. Vì các anh chị em chúng ta ở xa, họ cần trải nghiệm được cái bầu không khí của buổi thờ phượng. Because the people that are watching online that can't be here in Houston, those that we talked about at the beginning, Australia, cho nên anh chị em đừng nói dối họ. Experience the spiritual atmosphere of your worship. Đừng nói dối họ, mà hãy nói thật. Them, but tell them the truth. Bằng cách là chúng ta nhịp nhàng với ban hát dẫn. By singing with one voice with the praise leaders. Anh em chúng ta cũng sẽ hòa nhịp để thờ phượng Chúa với chúng ta. With one heart, one voice, thì biết ở trên ngoài kia có những người họ rất giỏi về âm nhạc. Because we know out there there's people that are really good with music. Hội thánh được ơn của Chúa trời mở ra mà sao nghe nó như thế này? And they're listening and saying, wow, there's an open heaven, but why does it sound like this? Có buồn không? Are you sad? Are you mad? Xin Chúa nghe cho thì chúng ta sự dâng như Chúa của lời tốt nhất mà chúng ta có thể dâng được. May God allow us so that we can give our best in our offerings of worship. Và tinh thần hoàn hảo Chúa cho chúng ta sẽ đem đến by which we bring to the Lord. Excellent. An excellent spirit. Để chúng ta có thể dâng cho Chúa điều tốt nhất. So that we can give God our very best. Amen, anh chị em. Amen. Bước thứ tư. The fourth step. Khai phóng quyền năng ở trong tay của chúng ta. To release the power of God in our hands. Chúa Ngài muốn chúng ta kinh nghiệm điều này. God wants us to experience this. Bởi vì Đức Chúa Trời Ngài ban cho chúng ta hai cách để chúng ta giảng phúc âm của Chúa. Because God gives us two ways by which we share the gospel. Thứ nhất là bởi lời giảng của chúng ta. One is by our words. Và chúng ta công bố lời của Chúa. So that we speak the words of God. Chúng ta đem những điều Chúa Ngài ban cho chúng ta chia sẻ ra cho những người đó. God has given us, we give it to others. Và trong ngôn 18 câu 21 nói rằng sống chết do nơi quyền của lưỡi, người yêu chuộng nó sẽ ăn bông trái của nó. And in Proverbs 18:21 it says death and life are in the power of the tongue and those who love it. Chúng ta đem và công bố sự sống trên anh chị em chúng ta. Whenever we go, we speak life into others. Chúng ta đem phước hạnh của Chúa đến cho anh chị em của chúng ta. Amen, anh chị em. Amen. Bằng lời công bố của chúng ta. By our declarations, by the words of our mouth. Của Chúa cho họ. By preaching the gospel to them. Và điều thứ hai dẫn chúng ta đến bước thứ tư đó là khai phóng quyền năng ở trong tay của chúng ta. And the second is by which we release miracles by physical healing through the laying on of hands. Kinh Thánh đầy những cái phép lạ được thực hiện bởi sự đặt tay. Where we see miracles take place by the laying on of hands. Khi chúng ta nghiên cứu, tôi tìm thấy được 39 phần ở trong Kinh Thánh liên quan đến việc đặt tay. Where the Lord says about talks about the laying on of hands. Và tôi tin rằng Chúa Ngài muốn chúng ta
hiểu biết điều này để chúng ta có thể tấn tới trong lời của Chúa. So thứ nhất là bởi đặc tài, Đức Thánh Linh được truyền tải bằng việc đặt tay. The first is that the Holy Spirit is imparted by the laying on of hands. Phaolô đặt tay trên thì Đức Thánh Linh giáng xuống trên họ. Paul laid hands on people and the Spirit of God came upon them. Thứ hai là phép lạ chữa lành thể xác được thể hiện qua sự đặt tay. And the second is that there is healing, physical healing in people's body by the laying on of hands. Những kẻ tin sẽ được các dấu lạ này kèm theo. So the Bible tells us that those who believe, these signs and wonders will follow them. Đặt tay trên người bệnh, người bệnh sẽ được lành. People, when they lay hands on the sick, the sick shall be healed. Khi Chúa ngài sai phái các môn đồ của Chúa đi ra. Whenever the Lord's released or sent out his disciples, thì họ đã đi ra đặt tay chữa bệnh cho người bệnh. They went out laying hands on people to heal them of their sickness and disease. Chính Đức Giêsu cũng đặt tay trên người bệnh. Jesus Christ himself laid hands upon the sick. Để rồi họ có thể kinh nghiệm được sự chữa lành từ nơi Chúa. Experience the healing of God. Thứ ba, chúng ta thấy sự giải cứu thuộc linh được đến qua sự đặt tay. The third thing we see is that their spiritual deliverance comes through the laying on of hands. Một ngày kia thì dân chúng đến với Chúa Giêsu một cách rất là đông đảo. We see that there was one day when the multitudes came before the Lord. Người ta đem đến với Chúa những người mắc đủ các thứ bệnh. People with all kinds of sicknesses. Chúa ngài đặt tay trên và họ đều được chữa lành. Lord Jesus would lay hands upon them and they would be healed. Và bởi sự đặt tay, quỷ cũng ra khỏi nhiều người. And even through the laying on of hands, we saw that demons would flee. Nó la lớn lên, ngài là con của Đức Chúa Trời. That you are the one true God. Anh chị em, phước hạnh đó cũng có thể xảy ra trong ơn của Chúa. My brothers and sisters, that blessing can happen in your life. Sự đặt tay cũng có thể được dùng để truyền tải một phước lành tâm linh. That the laying on of hands can also impart a spiritual blessing. Một ngày kia có những người cha mẹ đem con trẻ của mình đến để Chúa đặt tay và ban phước trên chúng. There was once where little children were brought to the Lord so that he could lay hands and pray for them. Nhưng các môn đồ của Chúa không thấy được sức mạnh của việc này. But the disciples, they didn't understand the greatness of this. Họ cấm không cho cha mẹ đem con trẻ đến với Chúa Giêsu. Don't bring those little kids before Jesus. Mấy đứa nhỏ đến làm phiền Chúa. They're going to go and bother the Lord. Nó quan trọng với Chúa đến độ. But it's so important. The children are so important to the Lord. Chúa vỡ trách các môn đồ của ngài. That he rebuked them. He rebuked his disciples. Nên rằng hãy để các con trẻ đến cùng ta. Let the children come to me. Đừng ngăn cản chúng nó. Do not stop them. Vì vương quốc của Đức Chúa Trời thuộc về những người giống như con trẻ. Rồi ngài đặt tay trên các cháu. Rồi ngài mới rời khỏi chỗ đó. And then he left the place. Thứ năm, việc đặt tay được dùng để truyền tải thẩm quyền thuộc linh. The fifth thing is that the laying on of hands was used to impart spiritual authority for leadership. Timothy thứ nhất chương 4 câu số 14. When we see 1 Timothy 4:14, the word of the Lord says, đừng sao lãng ân tứ ở trong con. I remind you, do not neglect the gift that is in you. Là ân tứ đã ban cho con qua lời tiên tri. It was given to you by prophecy. Của hội đồng trưởng lão. And the laying on of hands of the elders. Con. Cảm ơn Chúa. Thứ sáu, việc đặt tay khơi dậy quyền năng bên trong chúng ta. The sixth thing is that the laying on of hands stirs up the giftings that are in you. Timothy thứ nhì chương 1 câu 6. 2 Timothy 1:6. Vậy ta nhắc con hãy nghiêng lại ân tứ của Đức Chúa Trời. Therefore I remind you to stir up the gift of God which is in you. Mà con đã nhận lãnh được qua sự đặt tay của ta. That you receive through the laying on of hands. Thứ bảy, chúng ta thấy những dấu kỳ phép lạ được truyền tải bằng việc đặt tay. We see that signs and wonders are imparted by the laying on of hands. Trong Công vụ chương 14 câu số 3. When we look at Acts chapter 14 verse 3. Chúa dùng tay họ làm các dấu lạ, các phép màu để thực hiện làm chứng cho đạo ân điển của ngài. It says that he by the laying bearing witness to the word of his grace, he by the granting of signs and wonders to be done by the laying on of their hands. Anh xem tất cả những câu kinh thánh này. So all of these Bible verses liên quan đến việc đặt tay. It deals with or it talks about the laying on of hands. Ở trong nguyên tác đó là chữ epitimi. At the origin of the laying on of hands, it's the word epitetomi. Epi có nghĩa là epi trên. Epi means to be on top of. Titimi có nghĩa là đặt ở trên. Means to put upon. Cho nên khi chúng ta đặt tay trên một người, so whenever we lay hands on somebody, thì chúng ta vâng theo lệnh của Chúa. Then we are following the commands of God. Để quyền năng của Chúa sẽ giáng xuống trên họ. So that the power of God will come upon them. Đem lại ân tứ phước hạnh. To bring giftings and blessings upon them. Đem lại sự hiện diện của Chúa. To bring His presence upon their lives. Trường hợp những người cần được chữa lành. In the situation where people need healing, thì quyền năng của Chúa sẽ bắt đầu đổ ra. The power of God will pour upon them. Giống như người ta uống thuốc. It's almost like they're taking medicine. Thì thuốc bắt đầu thay đổi những cái bộ phận đang bị trục trặc ở trong thân thể của họ. All that is out of alignment in their body. Thì khi chúng ta đặt tay, so whenever we lay hands quyền năng của Chúa cũng sẽ vào, power of God chỉnh sửa, fixes, chữa lành, adjusts and heals and restores. Mà những gì thiếu sự sống của Chúa, whatever is missing the life of God in thì quyền in their năng bodies, của Chúa sẽ đổ vào. And the power of God will come upon them. Những gì bác sĩ có thể sử dụng thuốc men để thực hiện, whatever the doctors can use for medicine, thì chúng ta có thể sử dụng lời cầu nguyện và danh của Đức Chúa Giêsu để chúng ta có thể giúp đỡ cho họ. To help them as well. Chúng tôi sẽ
chia sẻ điều này trong trường chữa lành mà chúng ta sẽ có trong tháng 5. In May, we're going to share more in depth about healing because we're going to have the school of healing take place here. Chúng ta cũng sẽ có 3 ngày. We'll have 3 days. Tối thứ 6, tối thứ 7 và ngày Chủ nhật. On Friday, Saturday and Sunday. Ngày 17, 18 và 19 tại tháng 5. On the 17th, 18th and 19th of May. Write that down in your calendars. Các con gái của Chúa ở xa chờ đợi vì này, xin cũng hãy sắp đặt thời giờ để có thể đến và nhận được. For those of you watching online, as you want to participate in the School of Healing, remember to set your calendars for these times. Và tôi cũng khuyến khích các con gái của Chúa tại VBC tại đây. Here at VBC Houston, xin ghi danh với chúng tôi. Would you register with us? Để chúng tôi sẽ chuẩn bị tài liệu cho chị em. So that we can prepare the curriculum and handouts for you. Bởi vì tài liệu khá nhiều. Because the handouts are a lot. Và cái kinh phí của nó cũng khá lớn. The expense of printing them is actually quite large. Cho nên chúng tôi muốn biết ai muốn tham dự để chúng tôi có thể chuẩn bị. So we want to know who wants to take participate or learn in the School of Healing. Amen, anh chị em. Amen. Bước thứ năm. So let's go to step 5. Tôi khuyến khích anh chị em giờ này một lần nữa đưa tay của mình lên. I want to encourage you once again to put your hands up. Và nói với tay của chúng ta. And look at your hands. Đôi tay này mạnh sức để làm nên của cải. That these hands are strong to produce. Như lời của Chúa đã dạy cho chúng ta, anh chị em, Ngài phán rằng, nhưng phải tưởng nhớ Jehovah, Đức Chúa Trời của anh em, vì chính Ngài là đấng ban cho anh em sức lực tạo dựng cơ đồ này. Cho nên anh chị em hãy nói với tai của mình. As the word of the Lord says, that the Lord God will bless you in all your produce, in all the work of your hands. So speak to your hands. Hãy nhìn vào tai của mình và nói, look at your hands and say, tai của tôi sẽ mạnh sức để làm nên của cải. My hands will be strong to produce. Đôi tay này có quyền năng chữa lành của These Chúa. Hands have the power of God to heal. Đôi tay này có quyền năng để giải phóng những kẻ These bị giam cầm. These hands have the power of God to deliver the oppressed. Amen, anh chị em. Amen. Anh chị em tin không? Do you believe it? Đừng để ý đến người kế bên cạnh. Don't look about and don't pay attention to the person next to you. Hãy nhìn vào tay của mình. Look at your hands. Không một lần nữa công bố and như điều say này. It once again. Người ta có thể nói chúng ta cuồng tính rồi. Some people may call us fools. Nhưng mà đối với chúng ta trước mặt Chúa, God, chúng ta vâng lời. We know that we're obeying His Hãy công bố. So declare this now. Để sống chết nơi cái quyền cái lưỡi của chúng ta. Life and death are in the power Hãy công bố the nào. So declare it. Bàn tay này mạnh sức để làm nên của cải. These hands are strong to produce. Bàn tay này có quyền năng để chữa bệnh. These hands have the power to heal. Bàn tay này có quyền năng để giải phóng những kẻ bị giam cầm. These hands have the power to deliver the oppressed. Amen, anh chị em. Amen. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Và bước thứ bảy. And the seventh step. Xin lỗi. Bước thứ sáu. Sixth step. Đừng chỉ nói nhưng mà hãy bắt đầu làm. Don't just talk about the laying on of hands, but do it. Chúng ta nhớ khi Môi-se và dân sự của Chúa đối diện với biển đỏ. Do you remember when Moses and the people of God encountered the Red Sea? Phía trước là biển đỏ. Before of them was the Phía Red sau Sea. Là đạo quân của Pharaoh đang đuổi theo họ. Was Pharaoh's army that was chasing after them. Thì Môi-se ông kêu vang với Chúa. So Moses called out to God. Thì Chúa nghe hỏi. Môi-se asked, như thế này. And the Lord asked him. Trong Sách Thư Ký chương 14, 15, 16. In Exodus chapter 14, verse 15. Đức Chúa phán với Môi-se, sao con kêu vang ta? Hãy bảo dân Israel cứ tiến bước. Trước mặt là biển đỏ mà tại sao lại có thể tiến bước? Còn con, hãy cầm gậy lên, đưa tay trên mặt biển và rẽ nước ra để dân Israel đi trên đất khô mà qua biển. The Lord said to Moses, why are you crying out to me? Tell the Israelites to move on. And I'm sure Moses was thinking, how are we going to move on? Raise your staff and stretch out your hand over the sea to divide the water so that the Israelites can go through the sea on dry ground. Anh chị em của tôi, my brothers and sisters, đã đến lúc chúng ta it's time tay for của us ra khỏi to túi, take our hands out of our pockets, rút tay của mình ra khỏi chỗ chúng ta giấu nó, take your hands out of the place where you hide them, và nhận biết một điều, and recognize Chúa Ngài đã ban quyền năng, that God has given you power bây giờ đứng lên và sử dụng. To you use your hands. Chúa bảo con có cái gì trong tay hỡi Môi-se? And the Lord asked Moses, what is it that Hãy you have in your của con hand? Lên. Lift up your staff. Đưa trên biển đỏ. Put it over the Red Sea. Con sẽ rẽ biển đỏ. You're going to split the Red Sea. Để dân sự của ta so có thể đi qua như đi trên đất khô. On dry ground. Và đó là lệnh của Chúa. And that is the plan of God. Chúng ta phải hành động. We have to take action. Chúa đổ quyền năng của Ngài trên tay của chúng ta. God pours out His power onto our hands. Không phải để chúng ta giấu ở trong túi của mình. Not so that we can hide our hands. Nhưng mà để chúng ta sử dụng. But so that we can use them. Không phải để chúng ta chỉ nói về nó. Not so, just so that we want to stop from being a people who just talk about it, but we actually take action. Không, mục sư, mình là Baptist thì mình đâu có chuyện đặt tay. You may tell me, Pastor, we're Baptists, we don't lay hands. Đúng rồi, Baptist mới không đặt tay. Truly,
Baptist people may not lay, do the laying nhưng on mà of hands, kẻ tin thì sẽ đặt tay. Believers will lay hands on the sick. Amen, anh chị em. Amen. Thì rút tay ra. So take your hands out. Đưa tay của mình lên. Extend them. Rồi chạm đến những người cần. Touch those who are in need. Những gì cần được ban phước. Whatever needs to be blessed. Trên con cháu của chúng ta. Upon your children. Chúc phước nó. Bless them. Amen, anh chị em. Amen. Chúc phước cho hôn nhân của mình. Bless your marriage. Đặt tay trên của cải của mình. Put your hands upon all of your assets. Nhân viên có cơ sở làm ăn. If you have a business, đưa cái tay trên cái tủ tiền của mình. Put your hands upon the money. Nhân viên Chúa và chúc phước cho nó. And bless it in Jesus' name. Lợi tức sẽ vào đây một cách đầy dẫy. You say in Jesus' name, there's going to be money in this box. Đừng có bấm cho nó kêu cái keng ra mà nhìn không có cái gì hết. Don't press the button so that the register pops out your cash box and there's nothing in it. Bởi đức tin hãy công bố. By faith, declare những gì Chúa có nó sẽ có. That whatever is not here will come to be. Bởi vì sống chết nó là lời cái quyền của mình của chúng ta. Are in your tongue. Amen, anh chị em. Amen, my brothers and sisters. Sử ký thứ nhất chương 29 câu 12. In 1 Chronicles 29:12. Cả sự giàu có và vinh quang đều do Chúa mà đến. The New Living Translation says, "Wealth and honor come from you alone." Chúa quản trị trên muôn vật, quyền năng và thế lực ở trong tay của Ngài. For you rule over everything. Power and might are in your hands. Tay Chúa ban sự tôn trọng và sức mạnh cho mọi người. And at your discretion, people are made great and given strength. Hallelujah. Ban cho bao nhiêu người? How many people? Ban cho bao nhiêu người? How many people? Mọi người. All people. Anh chị em có làm mọi người không? Are you a part of the all people? Không phải họ, nhưng mà mọi người là có chúng ta trong đó. Them, we're talking about us. Amen. Every people. Nghe lại một lần nữa. So let's listen to this again. Cả sự giàu có. Wealth and honor. Và vinh quang. Đều do Chúa mà đến. They come from you, God, alone. Các anh chị em mới tin Chúa ở Việt Nam, chúng ta có cái câu này. Trời cho. For those of you in Vietnam, you know that there's a saying that we say, it's God gives. Cái này là của trời cho. And we say, this is what God gave me. Bởi vì nó lớn quá. Because it's so big. Amen, anh chị em. Amen. Kinh Thánh thì nói, the Bible tells us, chữ nghĩa hơn, more descriptively, cả sự giàu có và vinh quang đều do Chúa mà đến. All wealth and honor come from God alone. Do Chúa. From God. Anh chị em có muốn nhận không? Do you want to receive it? Những người nào chê mới không nhận. Only people who what's J? Reject. Reject it. Don't want to receive it. Chúa quản trị trên muôn vật. Because God rules over everything. Quyền năng và thế lực ở trong tay của Ngài. Power and might are in His hand. Tay Chúa ban sự tôn trọng. In His hand, He blesses the people. Và sức mạnh cho mọi người. At His discretion, it makes them great and gives them strength. Chúa muốn ban lắm anh chị em. God wants to give it to us. Đừng nài nỉ Chúa khóc lóc. So don't plead with God, crying and begging Him. Bây giờ biết và đón nhận. But know, be aware of the word of God and be ready to receive. Và cuối cùng là đừng bao giờ nghi ngờ. And finally, do not doubt. Quyền năng phục sinh của Chúa vẫn sẵn sàng làm việc trong chúng ta. That the resurrection power of God is ready to work through you. Có lần trong giờ cầu nguyện. There was a time during prayer. Tôi nghe Chúa ngài nói một điều. I heard the Lord tell me. Tôi nói cái này phải đến từ Chúa. I said, "Is this from you, God?" Chúa nói, tôi nghe tiếng nói. And God said, "I hear the sound." Con hãy bảo con cái của ta cho ta được tự do. I hear people, and I want you to tell them that they give them freedom. Give him freedom. Give him freedom. Give the Lord freedom. Tại sao? Why? Tại vì chúng ta đã nhốt Chúa. Because we have bound God in our own ways. Trong cái vô tín của mình. In our unbelief. Chúng ta nói rằng Chúa không làm phép lạ nữa. God doesn't do miracles anymore. Ân tứ không còn nữa. Gifts are not here. Tất cả những điều đó đã qua đi trong thời Chúa sẽ đồn. Không. Quyền năng phục sinh đang ở trong chúng ta. No, resurrection power is in us now. Và Ngài muốn hoạt động xuyên qua chúng ta. Công việc chúng ta bởi đức tin khai phóng công việc của Ngài. We release the power of God. Và chúng ta học ngày hôm nay. That we're learning today. Bởi sự đặt tay của Chúa. By the laying on of hands. Đưa tay ra. So put your hands out. Ban phước trên những người lân cận của mình. Ban phước trên con cái của mình. Bless your family, your children. Hãy đưa tay ra. Husbands, lift tay your hands up and lay them on your wives. Chúc phước cho vợ của and mình. Bless your wives. Tay Chúa ban phước. That we are the hand of God that không blesses. Không phải để đánh vợ. Is not to beat your wife. Nhưng mà để đem phước hạnh của Chúa đến cho vợ her. Của mình. Amen. Amen. Xin Chúa hành động. May God move. Lời của Chúa hứa với chúng ta. The word of the Lord promises us. Một lần nữa chúng ta once nhắc again, lại. We're reminded. Phúc Lời Ký chương 16 câu 15. Deuteronomy 16:15. Trong 7 ngày. For 7 anh em phải giữ lễ này cho Jehovah Đức Chúa Trời anh em tại địa điểm mà Đức Chúa Trời sẽ chọn. Your God in the place where the Lord chooses.
Vì Jehovah Đức Chúa Trời anh em sẽ ban phước cho mùa màng cùng mọi việc tay anh em làm. Because the Lord your God will bless you in all you produce and all the work of your hands. Và anh em sẽ vui mừng một cách trọn vẹn. And you surely will rejoice. Và khuyên các anh chị em đứng lên. So I encourage you right now to rise to your feet. Xin chúng ta nhìn lên câu kinh thánh này. Let's look up at this Bible verse. Và chúng ta biến nó trở nên là câu kinh thánh cho cá nhân của chúng ta. And we accept it to be a Bible verse for our lives. Đặt tên của mình vào trong câu kinh thánh Put này. Put your name in this verse. Hãy công bố tương tự như thế này. To declare it almost like this. Vì Jehovah Đức Chúa Trời của Huỳnh Quốc Khánh. Because the Lord of Huỳnh Quốc Khánh. Sẽ ban phước cho mùa màng cùng mọi việc tay của Huỳnh Quốc Khánh làm. Will bless everything that Huỳnh Quốc Khánh does. Và Huỳnh Quốc Khánh sẽ càng vui mừng trọn vẹn. Will increase and rejoice. Anh em làm được không? Are you able to do that? Phần B của câu kinh thánh này đó. This part, the second half of the Bible verse. Anh chị em thay thế chữ anh em. So exchange the word your and put your name in it. Và để tên của anh em chịu vào đó. Put your name được in không? It. Can you do that? Bây giờ chúng ta có thể nói tiếng Anh, nói tiếng Việt, nói tiếng Hoa, cái gì đó mà anh chị em thông thạo. Spanish, whatever. Nhưng mà nói cho rõ để chúng ta có thể nghe chính mình công bố điều này. Hear yourself declare this. Amen. Amen. Sẵn sàng chưa? Are you ready? Amen. Amen. Vì Jehovah Đức Chúa Trời của Huỳnh Quốc Khánh. My God, Rose's God. Nhỏ quá. Anh chị em chưa tin sao? You must not believe because y'all are speaking way too softly. Xin Chúa thương xót. May God love us. Tất cả những vô tín ra khỏi nơi chúng này. Let unbelief be gone from here in Jesus. Tất cả những tư tưởng tự cao nổi lên cục sự hiểu biết của Chúa. Whatever prideful or knowledgeable things that have risen up before the Lord be gone in Jesus' name. Hãy đầu phục đấng Christ Logos của Chúa đời. To the Logos word of God. Amen. 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 Chúa, bây giờ chúng ta lặp lại một cái. So let's do it again. Vì Jehovah Đức Chúa Trời Huỳnh Quốc Khánh. Because the Lord God of Rose. Sẽ ban phước cho mùa màng cùng mọi việc tay Huỳnh Quốc Khánh làm. Rose in everything that I produce. Và Huỳnh Quốc Khánh sẽ vui mừng trọn vẹn. And the work of Rose's hand so that Rose will surely rejoice. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. Amen. Tôi biết là thời giờ đã trễ. I know that the time is late. Nhưng mà tôi tin rằng But có một điều chúng ta cần phải làm. Là hỡi anh chị em của tôi. Bởi sự ban phước và định của Chúa. By the blessing of God and his predetermination. Có một cái sự phước hạnh của việc sức dầu và đặc tài. There is a blessing that comes with the laying on of hands and the anointing. Tôi cảm ơn Chúa, sẽ nhân nhân Chúa sức dầu và đặc tài trên những bàn tay muốn mạnh sức để làm nên những của cải lớn lao. I'm going to bless and anoint every hand that wants to produce greatly for the Lord. Cho những ai khao khát điều đó, xin nhanh chóng tiến lên và chúng tôi sẽ cầu nguyện cho anh chị. We want to pray for you. Những bàn tay nói với Chúa rằng là Chúa xin khai phóng quyền năng của Ngài. Tay của con kể từ ngày hôm nay. So that these hands đặt tay trên cái đau cải lao được lành. Can lay upon the sick and they shall be healed. Khi con đặt tay và chúc phước cho một người. To lay hands on người đó sẽ được phước của Chúa. And that person will be blessed. Khi con đặt tay chuyển tải ơn của Chúa. I lay hands to impart. Ơn của Chúa sẽ bày tỏ ra trong ơn của Chúa. Your blessing, your favor upon a life, it will be blessed, it will be favored. Anh chị em theo dõi buổi thờ phượng. For those of you that are watching online. Cũng có thể đưa tay lên gần màn ảnh right trong thời gian này. Tôi muốn công bố sự ban phước của Chúa trên tay của anh chị em. I'm going to bless those hands. Sau đó tôi sẽ cầu nguyện cho các con cái của Chúa ở tại đây. Trong danh Đức Chúa Jesus Christ. In the name of Jesus. Hỏi các anh chị em của tôi. For those that are watching online. Hãy đón nhận. Receive. Sự kết quả. All of the activation. Của quyền năng của Chúa, of the power of God, của quyền năng phục sinh của Đức Chúa Jesus Christ, power of Jesus Christ, hãy nhìn vào tay của anh chị em, on your hands, để làm nên của cải lớn lao, so you can be productive and all your hands, để đem lại kết quả trong sự đặt tay chữa lành, so that you will be effective when you lay hands on the sick, so that salvation will also be known, và nhiều người sẽ được phước xuống đời sống của anh chị em, trong danh Đức Chúa Jesus name. Chúa sẽ ban phước trên việc tay của anh chị em làm. Anh chị em sẽ được phước. And you will be blessed. Và đời sống anh chị em sẽ tràn đầy sự vui mừng một cách trọn vẹn. Hallelujah. Amen. 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 Và thánh anh chị em muốn nhận thì hãy nhận. My brothers and sisters, if you want to receive, then receive. Hội thánh còn lại xin Chúa ngài ban phước cho anh chị em ra về.
trong ơn của Chúa. And as we leave today, I say be blessed in the Lord. Nếu đã nhận rồi mà không muốn nhận nữa, hãy ra về và thực hiện những điều Chúa ngài dặn. If you have already received the blessing, the anointing of God, and you don't need to get it again today, then go out. Vì thế giới của chúng ta ngoài kia đang cần những con người vâng lời và đặt tay trên họ. Go out and do the works of God, because there are people out there who are in need to hear the gospel, need healing, need deliverance. Đêm đã khuya và ngày hầu đến. The night is late and the day is coming. Chúng ta không thể nào gặp Chúa với tay trắng. The time is coming. We cannot see God with empty hand. Ngài đã cứu chúng ta với một giá quá đắt. God has saved us and paid an incredible price. Và ngài muốn nhiều người nữa hưởng được phước hạnh này. To receive the blessing. Cho nên khi gặp Chúa, so that when we see God again, đừng để ai when we trong meet chúng him face to face, don't let anybody in here đang nghe giọng nói của tôi, that's hearing my voice right now, tham dự trong hội thánh này, in this church, gặp Chúa với đôi tay trắng và nói lại Chúa con không có gì để dâng cho ngài. When you come to God and you come with him with empty hands and say God I have nothing to give you. Vì con đã chôn ân tứ của Chúa, ta lân của ngài ở dưới đất rồi. In the ground. Nên tất cả chúng ta sẽ đứng trước mặt Chúa. Because every single one of us can stand before the Lord. Phía sau chúng ta là hàng ngàn người. And behind us can be thousands. Là những người đã được ảnh hưởng bởi đời sống của chúng ta. Mà họ được your life. Sự sống đời đời và bước vào vương quốc those của Chúa. Who are saved to have eternal life in the Lord. Amen. Amen. Chúa ban phước trên anh chị em. May God bless you, my brothers and sisters. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.